Song Hye Kyo bị tình cũ 10 năm đội mồ sống dậy hỏi thăm sau khi chốt đơn hẹn hò em chồng. Mở đầu tập 6 Now We Are Breaking Up, Jisoo ngày càng xấu tính, cô mượn công việc để hạ sách John Eun, Song Hye Kyo sau khi Jaewoo, Jang Ki Yong nhất định không chịu làm bạn trai mình. Dù vậy, khúc mắc giữa hai người phụ nữ có lẽ sẽ nhanh chóng được hóa giải khi mà Jisoo đang dần bị Do Hoon chinh phục. Sau khi Jaewoo trải lòng ở cuối tập trước, mối quan hệ của anh và John Eun vẫn chẳng đi tới đâu. Dù vậy, hai người cũng thoải mái với nhau hơn, ít nhất là trong mối quan hệ công việc. Jaewoo cũng giúp John Eun tìm được ý tưởng sáng tạo, giải quyết rắc rối trong công việc của đội mình. Ở một diễn biến khác, khi John Eun dành thời gian để an ủi cô bạn của mình thì Jaewoo lại tranh thủ lấy lòng bố vợ tương lai. Sau khi lắng nghe những tâm sự của cô bạn thân về mối quan hệ với chồng, John Eun bất ngờ quyết định mở lòng, cô hẹn gặp Jaewoo, hai người ôm chầm lấy nhau, cái ôm bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Tình cảm tiến triển cũng là lúc công việc của John Eun vô cùng thuận lợi. Buổi trình diễn thời trang mới của cô thành công tốt đẹp. Ngay lúc cả nhóm tổ chức tiệc mừng, Jaewoo vừa tới thì John Eun nhận được một cuộc gọi, sau đó là một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. Bất ngờ thay, số điện thoại gọi tới lại là của Sowan, người yêu cũ đã chết cách đây 10 năm và cũng là anh trai ruột của Jaewoo. Diễn biến tiếp theo của bộ phim khiến khán giả vô cùng tò mò. Hơn 2 năm sau đổ vỡ hôn nhân, Song Hye Kyo mới trở lại màn ảnh nhỏ. Minh tinh 40 tuổi lựa chọn Now We Are Breaking Up, một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn tình duyên đô thị và là thế mạnh nhiều năm của cô. Tuy nhiên, thực tế bộ phim của đạo diễn Lee Ki-bok gây thất vọng nhiều hơn là đáp ứng được kỳ vọng. Nguyên nhân là do kịch bản đi vào lối mòn. Bối cảnh Now We Are Breaking Up xảy ra trong ngành công nghiệp thời trang, do đó khán giả sẽ tìm thấy những hình ảnh tiêu biểu và có phần rập khuôn của thể loại này như kiểu trang phục bắt mắt, những nhân vật theo phong cách francophilia, yêu thích tôn thờ thẩm mỹ và văn hóa Pháp, nữ chính xinh đẹp và những điều tình cờ đẹp đẽ xoay quanh cô ấy. Điểm yếu của bộ phim nằm ở chỗ ngoài phần hình ảnh đẹp mắt, tác phẩm không có gì ngoài một kịch bản khoa trương và thiếu hấp dẫn. Mô típ nam nữ chính rơi vào vòng xoáy tình cảm sau một lần tình một đêm không còn là điều mới mẻ trong phim Hàn. Phần lớn ý kiến nhận xét về phim đều cho rằng việc hai John Eun lên giường cùng hai anh em ruột khá kỳ quặc và gượng gạo. Nhiều người cho rằng ekip nên xây dựng hai nhân vật nam là anh em họ hoặc bạn bè thân thiết từ nhỏ là đủ. Nguyên nhân thứ hai khiến bộ phim gây thất vọng chính là xây dựng nhân vật khiên cưỡng thiếu thực tế. Chúng ta có thể tha thứ cho cốt truyện và tình huống kỳ cục nếu tương tác và tình yêu lãng mạn trong phim đủ hấp dẫn, nhưng than ôi không hề. Cây bút Pricey Coran của SCMP nhận xét về bộ phim mới nhất của Song Hye Kyo. Theo Pricey Coran, mối tình trong Now We Are Breaking Up bắt đầu bằng cuộc hội thoại tiếng Pháp, nghèo nàn đến buồn cười. Đây là điều không khớp với thiết lập nhân vật nhà thiết kế thời trang có nhiều năm du học ở Pháp và một nhiếp ảnh gia đẳng cấp quốc tế sống ở châu Âu nhiều năm. Các nhân vật nữ trong phim mặc quá đẹp, quá chỉnh chu, thiếu đi chút nghệ và chút bay bổng thường thấy ở các nhà thiết kế thời trang đời thật. Họ không cầm giấy và bút vẽ, họ cầm điện thoại, đi qua đi lại trong tòa nhà, bàn về kinh tế nhiều hơn là ý tưởng sáng tạo. Có ý kiến cho rằng công việc của Song Hye Kyo và cấp dưới khó có thể gọi là một nhà thiết kế. Thay vào đó, họ là những người kinh doanh thời trang. Ngay cả nhân vật nhiếp ảnh gia hàng đầu Mr. G, Jun Jae-gook của Jang Ki-yeon cũng khó thuyết phục những khán giả có chuyên môn hiểu biết về ngành nghề trên. Nguyên nhân cuối cùng chính là diễn xuất nghèo nàn của Song Hye Kyo. Thực tế khó có thể đổ toàn bộ vấn đề cho ekip làm phim, nhất là khi vai nữ chính của Song Hye Kyo không thể thuyết phục người xem. Sau 20 năm đóng phim, Song Hye Kyo dần khiến nhiều người hoài nghi về khả năng diễn xuất của cô, bởi minh tinh người Hàn gần như luôn bê đúng một khuôn mặt và một lối biểu đạt tình cảm từ phim này sang phim khác. Song Hye Kyo luôn chọn kịch bản và những nhân vật an toàn, không mới mẻ và không có tính đột phá. Từ vai diễn cô gái mù Oh Young trong Gió Mùa Đông năm ấy 2013 tới Hậu Duệ Mặt Trời 2015 và bây giờ Now We Are Breaking Up, ngôi sao sinh năm 1981 luôn trân trổ lối diễn xuất nghèo nàn từ biểu cảm tới hành động và tạo hình nhân vật. Mỗi khi Song Hye Kyo nhận đóng phim mới, khán giả gần như đoán chắc cô sẽ lại xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt rưng rưng u buồn và những cảnh quay quá an toàn theo đúng nghĩa đen. Nhìn Ha Yeon Eun, khán giả có thể trông thấy cả Oh Young từ năm 2013 hay bác sĩ Kang Mo Yeon vào năm 2015, không có bất cứ điểm nào khác biệt. Ngay như trong Now We Are Breaking Up, những cảnh quay giường chiếu đầu phim được gắn mác 19+, nhưng những gì khán giả thấy là góc quay cận nụ hôn nồng cháy của cô và Jang Ki-yeon, không hề có bất cứ yếu tố vượt quá độ tuổi phổ thông nào. Không hẳn cần phải đóng cảnh nóng, cảnh cởi mới là chứng minh sự bạo dạn, đa dạng của một diễn viên. Nhưng so với các minh tinh cùng lứa như Jeon Ji-hoon hay Kim Tae-hee, sự lựa chọn nhân vật của Song Hye Kyo kém đa dạng hơn hẳn. Now We Are Breaking Up có lẽ sẽ không trở thành một bộ phim dở hay vướng ý kiến trái chiều nếu Song Hye Kyo đầu tư vào nhân vật hơn ở phương diện lý giải vai diễn thay vì đầu tư vào quần áo và kiểu tóc.